Đúng như cơ quan chức năng đã lo ngại, vào 14 giờ 40 phút ngày 2 tháng 10 năm 2017, phần đê ở đập chống tràn xả lũ Hồ Giao Hoác 1, huyện Châu Đức, thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã vỡ hoàn toàn. Đoạn phim này ghi lại thời điểm nước phá thân đê và tràn vào khu dân cư. Người đàn ông này buộc phải quay xe vì di chuyển qua đây quá mạo hiểm. Trước đó, như báo Thanh Niên đã đưa tin, Hồ Giao Hoác 1 nằm phía sau, cách một khu dân cư của xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chỉ vài chục mét. Nhận thấy nguy cơ vỡ đê, các ngành chức năng đã điều gần 100 đoàn viên thanh niên, bộ đội, công an đến giúp người dân di dời tài sản. Toàn bộ 39 hộ dân đã được di dời ra khỏi vùng nguy hiểm. Tuyến đường vào Hồ Giao Hoác 1 đã được lực lượng chức năng phong tỏa. Lực lượng bộ đội, công an vẫn đang túc trực tại hiện trường và cổng các trường học để đưa đón học sinh tan trường về.